Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp đặt cái máy ion kiềm Sanqua RW2. Đấy. Thì đây là cái dòng máy mà không có cái phần vòi phía trên nhé, mà cái sẽ lắp cái đường ống phía dưới này, ba đường ống này, gồm nước cấp vào máy này, nước cấp vào buồng điện phân này, nước căng gen đầu ra này, và một cái dây đường nước thải. Thì các bạn để ý ở phần phía dưới đáy của máy nhé, dưới đáy của máy này thì các bạn nhìn thấy cái dấu chấm xanh ở đây nhé. Cái này thì các bạn ở đây nó có chữ, nhưng mà chữ tiếng Nhật này, thì các bạn nếu mà các bạn không đọc được thì các bạn có thể Google dịch, hoặc là các bạn có dùng cái Google Lens để các bạn biết. Còn đây là cái ký hiệu của máy nó đưa ra, thì đây cái dấu chấm màu xanh này này, thì đây là cái đường lắp dây dây cấp nước vào nhé, dây cấp nước vào này đấy, và cái đường thứ hai là dây của nước căng gen ra này, và cái đường thứ ba này là đường nước thải này đấy. Thì các bạn cứ nhớ như thế nhé. Rồi còn khi mà lắp cái vòi này vào này, đây đây thì tôi sẽ thay cho cái vòi RO này. Đấy, cái máy RO phía bên dưới gầm tủ này thì tôi cũng thay bằng cái bộ tiền lọc rồi. Này, bộ tiền lọc gồm 3 quả. Đấy, thì cái ở cái vòi vòi của cái máy kiềm. Đây các bạn nhé. Đây cái vòi của cái máy kiềm này. Thì đây là cái phần nước ở cái bộ tiền lọc đi lên này. Bộ tiền lọc đi lên thì cái này nó sẽ thông với cái đường đường ngõng chia này này. Đấy, thì cái này các bạn sẽ cắm với cái vòi này, cái vòi nước cấp vào này đầu tiên này. Đấy. Đấy thì khi mà các bạn mở vòi thì nước nó sẽ cấp vào cho cái máy này. Đấy. Và cái dây thứ hai này này, dây là nước căng gen ra này, thì các bạn sẽ cắm vào cái ngõng chia thứ hai này. Ngõng này nó sẽ thông lên vòi nhé. Còn cái ngõng này là không thông được lên vòi đâu nhé, các bạn nhé. Cái ngõng này chỉ để mở nước thì nước nó sẽ cho phép đi qua cái ngõng này vào máy máy kiềm. Đấy, xong là cái ngõng thứ hai này mới cho nước kiềm đi lên. Đấy. Còn lại cái vòi thứ ba này thì vòi thải các bạn có thể để trực tiếp vào cái phần bồn này cũng được. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ tiến hành thay cái vòi RO này, thay vòi RO này bằng cái vòi này nhé. Cái phần này tôi làm thì sẽ không quay được. À, quên lưu ý các bạn nữa là đặc biệt trong cái bộ phụ kiện này bắt buộc là phải có cái cục đổi nguồn về 100V này nhé. Bởi vì những cái dòng máy này là dòng máy nội địa Nhật, chỉ sử dụng điện 100V thôi. Các bạn có lỡ cắm nhầm sang điện 220 thì nó sẽ bị chập cháy nhé. Đây, thì tôi đã đấu xong cái vòi của máy kiểm vào đây rồi. Vòi đây. Thì cái phần phần dây cấp nước vào máy này thì tôi cũng đã đấu vào cái ngõng ở đây, ngõng dưới đây. Đây. Và cái phần nước căng gen ra thì tôi đã đấu vào cái ngõng trên đây rồi. Ngõng chia trên đây rồi. Đấy. Thì cái này nhá thì nó sẽ có thêm cái đai này này, cái đai này các bạn có thể mua nơi nào họ bán, họ sẽ cấp thêm cho cái đai này. Cái đai này các bạn sẽ dùng cái kìm kẹp nó bóp nó vào đây. Xong để nó chèn nó vào đây cho nó chặt này. Đấy. Còn cái dây thải ra tôi cứ để như này. Máy thì các bạn phải lưu ý dùng điện củ chia ra điện 110 nhá. Điện từ điện cắm điện 220 này ra điện 110 này. Đấy. Ok, còn cái phần dưới của vòi nhá. Phần dưới của vòi này thì đây là cái bộ nước nước vào này. Đấy, đây là cái nước vào này, vào cái bộ tiền lọc này. Đấy, tiền lọc ở đây thì là gì? Tiền lọc ở đây thì là sẽ có ba cái quả chia, à ba cái quả lọc nước. Thì đây tôi đang để là bộ ba lõi của kangaroo. Thì cái này để nhằm mục đích là lọc thô các bạn nhé. Cái này áp dụng cho cái nước máy thôi. Các bạn nguồn nước ở đâu nó bẩn ấy thì các bạn bắt buộc phải dùng cái bộ tiền lọc nó tốt hơn một chút. Đấy, thì nó để
Như này là tôi dùng bộ ba của Kangaroo này. Lõi số 1 này là lõi lọc thô 5 micron này. Lõi số 2 là lõi than này. Lõi số 3 là lõi 1 micron này. Đấy. Thì sau khi mà nước qua cái bộ tiền lọc này này thì đây nó sẽ đi lên cái vòi này. Đấy. Đi lên vòi đây. Đấy, tôi đấu lên cái vòi này rồi. Đấy. Nào. Bây giờ vặn nước cái này thì là nước nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ đi qua máy này, đi qua máy nó ra này. Và khi các bạn bật máy lên thì nó sẽ bắt đầu điện phân này. Đấy. Đấy. Bắt đầu cái đèn hydrogen nó chạy này. Đấy. Ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách lắp đặt máy ion kiềm Sanwa RW2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.